Thưa quý vị thân mến, lời đầu tiên Khải Hoàng xin được thay mặt cho ban lãnh đạo cùng với toàn thể nhân viên của công ty Tân Thành xin được gửi đến tất cả quý vị đối tác, quý vị khách mời, quý vị khách hàng của công ty Tân Thành lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa thấy xuất hiện trên sân khấu là một tiết mục rất hoành tráng, đặc biệt. Nhưng có sự xuất hiện đặc biệt hơn nữa, đó chính là một sản phẩm mới mà tin chắc rằng trong tương lai đây sẽ là một sản phẩm rất là thân thuộc với tất cả quý bà con nông dân. Đó chính là sản phẩm Anonin 1EC thuộc phân khúc thuốc trừ sâu sinh học. Và thưa quý bà con thân mến, chắc hẳn rằng là sản phẩm này trong tương lai gần thôi, nó sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực để cho giúp tất cả quý vị khách hàng, quý đối tác của công ty Tân Thành có thể gắn kết sâu rộng hơn với tất cả quý bà con nông dân. Một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để cùng chúc mừng cho một sản phẩm mới, một người bạn mới đến từ công ty Tân Thành, sản phẩm Anonin 1EC. Kính thưa quý vị thân mến, công ty Tân Thành có được sự phát triển mạnh mẽ trong suốt thời gian vừa qua, đó chính là nhờ vào sự gắn kết, sự tin yêu của tất cả quý đại lý, quý đối tác đã nối dài cánh tay để từng sản phẩm của công ty Tân Thành có thể đến gần hơn với bà con nông dân. Chính vì vậy mà sự kiện ngày hôm nay là một cơ hội để công ty Tân Thành có thể gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến tất cả quý vị. Một lần nữa xin được thay mặt cho công ty Tân Thành gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn và chúc quý vị sẽ có một ngày tham gia sự kiện thật vui, thật ý nghĩa và đặc biệt là thật may mắn. Một lần nữa xin một tràng pháo tay thân đồng nhiệt để cùng chào đón tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, cùng tham dự trong sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Khoa, Tổng Giám đốc công ty. Kính thưa quý vị, về phía đối tác, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên Ngân hàng Quốc tế UOB. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện Viện Thẩm mỹ Korea Leaders. Xin trân trọng giới thiệu ông Kim So-hun, Chủ tịch Viện Thẩm mỹ Korea Leaders. Thưa quý vị thân mến, và đặc biệt là ngày hôm nay, Tân Thành rất vui mừng khi được chào đón gần 750 các khách hàng, các quý đại lý, nhà phân phối đã có mặt trong sự kiện này. Xin được hân hạnh chào đón tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây để mở đầu, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Khoa, Tổng Giám đốc công ty Tân Thành, sẽ có đôi lời chia sẻ gửi đến tất cả quý vị khách hàng, quý đối tác. Kính thưa các nhà phân phối, kính thưa các công ty đối tác, kính thưa quý khách hàng. Hôm nay công ty Tân Thành có tổ chức buổi rút thăm. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng, các nhà phân phối đã hợp tác và ủng hộ các sản phẩm công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, nhưng chúng tôi muốn có những cái sản phẩm thật là an toàn, thân thiện môi trường hơn. Và do đó nhân dịp hội thảo hôm nay chúng tôi cũng xin giới thiệu một cái thuốc sinh học đời mới và có hiệu quả, hiệu lực rất là cao trên sâu cuốn lá, sâu tơ. Rất mong, một lần nữa rất mong quý anh chị thông qua các hệ thống khách hàng, thông qua hệ thống nhà phân phối tiếp tục phân phối và cũng giới thiệu sản phẩm cho công ty chúng tôi một ngày một rộng rãi hơn. Và các nhà phân phối mà Tân Thành đã đào tạo nhiều năm nay và cũng đã được chúng tôi cũng cùng các nhà phân phối hợp tác kinh doanh các sản phẩm Tân Thành theo cái cách riêng của Tân Thành và cũng đã phát huy những cái thế mạnh và hiện nay doanh số của Tân Thành vẫn giữ được ổn định. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý nhà phân phối. Và để hỗ trợ tốt hơn các nhà phân phối thì chúng tôi cũng sẽ kết nối những cái người nông dân thực sự là những cái đối tác thực sự cần thiết để chúng ta có thể hợp tác và chúng ta có thể tổ chức những truyền thông tốt hơn. Thì vừa qua công ty cũng đã tổ chức những cái buổi hội thảo rất là đông. Từ đó có các đại lý cấp 2, nhà phân phối có dịp hỗ trợ cũng như là tích kè các nông dân một cách tốt hơn, như giúp đỡ rồi phân phối các sản phẩm của Tân Thành rộng rãi hơn thông qua truyền thông. Và một lần nữa chúng tôi cũng rất là mong quý vị tiếp tục ủng hộ cái xu hướng của Tân Thành đi theo cái hướng sinh học và tiếp tục phát triển trong tương lai. Và hôm nay nhân dịp này cũng rất là mong quý vị có được một ngày thật là vui. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Khoa, Tổng Giám đốc công ty. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là
Bên cạnh việc kinh doanh thì Tân Thành luôn đề cao việc là đưa ra sản phẩm thân thiện với môi trường. Điều này rất là quan trọng trong tương lai của con em chúng ta. Chính vì vậy mà bên cạnh kinh doanh có lợi nhuận thì chúng tôi rất mong quý vị sẽ luôn hợp tác để tin tưởng Tân Thành để chúng ta cùng nhau hướng cuộc sống tốt đẹp và trong lành hơn. Xin chào quý vị, và ngay sau đây để thay đổi không khí thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để chúng ta cùng đến với một tiết mục nhảy sôi động đến từ vũ đoàn Sin. Một tràng pháo tay thật đông nhiệt dành cho vũ đoàn Sin. Đêm qua làm vua
đời chỉ một lời ca. Rồi mai này con thương nghề bước theo chân mẹ, lót lây kiếp đời nhưng mà được hát cải lương. Rồi yêu rồi thương cho dù khó khăn con chịu, con sẽ yêu hoài thương hoài cho kiếp cầm ca. Con mang lời ca hát vui cho đời, mong manh kiếp người thân tầm còn mãi nhà ta. Mong sao trời thương khai lối đưa đường cho ta với đời thương hoài hai tiếng cải lương. Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc và Thanh Ngân xin kính chào tất cả quý vị. Xin chúc cho tất cả quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường như ý và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Trăm năm tình thương trong cõi vô thường, mà lưu luyến hoài điều hò bài bản cải lương. Yêu chi rồi xa mê lắm đau nhiều, yêu chi cõi sâu hoài giai điệu trần ai. Đêm qua làm vua công chúa cung vàng, màn nhung ánh đèn theo người nghệ sĩ cải lương. Thương câu tầm dâu canh cánh trong lòng, bốn ba kiếp người cho đời chỉ một lời ca. Rồi mai này con thương nghề bước theo chân mẹ, lớt lây kiếp đời nhưng mà được hát cải lương. Rồi yêu rồi thương cho dù khó khăn con chịu, con sẽ yêu hoài thương hoài cho kiếp cầm ca. Con mang lời ca thân tầm còn mãi nhà ta. Mong sao trời thương khai lối đưa đường cho ta với đời thương hoài hai tiếng cải lương. Cho ta với đời thương hoài hai tiếng cải. Còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mãi lá nghèo cũng còn dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không heo mới mưa dầm mày lại heo. Cha ơi, sao cha chưa về nhà trên bếp dưới vắng tanh? Đời
mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, chắc còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm. Mẹ gần về chưa? Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắt qua sông để mẹ về nước tuột nửa dây. Trời xa mưa giông thưa buồn, con bảy đứa đò cũng lạnh lùng bỏ mặt dòng sông, nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mơ hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn châu. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng màu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xứ, giông cố hương với bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa, thương nhớ lại đông đây. Kỷ niệm đã trên sông buồn mưa tạnh, con ngồi khóc một mình lúc càng thấm tình, theo hương khói bay bay. Trời sao bài cành lá lai, cho quang nguyệt lắm thay, giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay. Dù mang thân diện xương lệ thâm nén hương tàn trong hư ảo mơ màng, con thấy lại mẹ cha. Dù mang thân diện xưa, lòng vẫn gợi quê nhà. Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắt qua sông để mẹ về nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thưa buồn, con bảy đứa đò cũng lạnh lùng bỏ mặt dòng sông, nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn châu. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu.
về phương Nam lắng nghe cung đàn thổn thức dòng dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dâng tràn, chợt thương con sáo bay xa bay, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sáo sang sông sáo đã xô lòng, bay về bạc yêu, con sáo bay theo phương người, bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời. Lòng son đã mở hai hát lên bài ca ly biệt, hát một lần này thôi rồi không gặp nữa về lại dòng sông mênh mông thuở ấy, như ngày nào sao đã sang sông. Còn em thì chẳng dám ước mong nối lại cung đàn, khi tớ tình đã đoạn một kiếp hồng nhan qua như gió thoảng. Còn chút phân một đời xa nhau sao ơi, một điều ru hời nặng nỗi đau đời, lời ru theo nước mắt rơi. Sợ mà lòng sầu thương sao chẳng dời. Bạn tình chung ơi, sao sao bóng nghẹn lời, khúc ca ly biệt thôi đành từ đây. Còn lại mình em trong tê tái nghẹn ngào, một lần lỡ bước lầm đường là bao nhiêu nỗi đoạn trường riêng mang. Đêm đêm bên ngọn đèn tàn xót xa nghe một điệu buồn sao sang sông sao đã xô lòng, bay về Bạc Liêu con sao bay theo
theo phương người bay về Trà Vinh, còn sao bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga tiếng tơ giao hòa cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự, hát lên một lần đi một đời xa nhau sao ơi. Đàn thiên thu đức giấy tơ rồi theo sóng vàng cát lỡ sông bồi, còn chỉ nữa biển dâu đã bao đổi dời. Về phương Nam ngắm sóng ngắm ngồi thương những đời như lục bình. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là phần mà tất cả chúng ta rất mong đợi. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chương trình quay số để chọn ra chủ nhân của những giải thưởng vô cùng hấp dẫn và giá trị. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một giải nhất. Giải nhất có hai giải nhất, mỗi giải là một sale Way Alpha. Con số đầu tiên 835, tức là 835. Xin được chúc mừng cho khách hàng Trương Thị Thu, Bến Tre, Lâm Ron ở Kiên Giang, khách hàng Bảy Quý ở Hậu Giang, Bảy Tuân ở An Giang và Thanh Phụng ở Bạc Liêu. Và với con số tiếp theo, đó là con số 090, tức là con số 90. Xin được chúc mừng các khách hàng Minh Hạnh tại Bà Rịa Vũng Tàu, Hai Liêm ở Tiền Giang, Lê Hoàng Đạt ở Kiên Giang, khách hàng Thanh Phong ở Kế Sách và khách hàng Bảo Tại tại An Giang. Và bây giờ sẽ là giải đặc biệt 20 chỉ vàng, 2 cây vàng thưa quý vị. 0, 1, 7, con số 17. Xin chúc mừng cho khách hàng Tư Dễ đến từ Kiên Giang. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cơ cấu của những giải thưởng và chúng tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay ngoài những khách hàng trúng thưởng thì chúng ta vẫn có một niềm vui là cùng gặp nhau, chia sẻ với nhau những điều tốt lành và chuẩn bị đón chào một năm mới thật là tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và mời quý vị tiếp tục thưởng thức những món ăn thật ngon đến từ nhà hàng cùng với Tân Thành.